di tích náo nhiệt, chỉ vì thánh thể còn sống, chọc cho bốn phương vân động, trận chiến không nhỏ. Trên hư thiên, hắc y thánh vương còn đang chạy trốn, diệp thần đuổi theo không buông, một đường đuổi theo một đường phóng đại chiêu, có lẽ là khí thế quá mạnh, đè ép phía dưới đại sơn một tòa tiếp theo một tòa sụp đổ. Hắc y thánh vương chiến lược không nhỏ giọt, nhưng bản lĩnh khai độ này không phải là cái gì, chạy tặc mẹ nó nhanh, hơn nữa miệng rất tiện, một đường đều đang gào thét, cùng người khác chỉ rõ phương hướng. Diệp thần hận nghiến răng nghiến lợi, hắn là quá coi thường hắc y thánh vương, vốn tưởng rằng lôi đình một mũi tên có thể đem hắn diệt sát, nhưng ai từng nghĩ gã kia lại không chết, chẳng những không chết, còn vui vẻ nhảy nhót, chẳng những là nhảy nhót, hơn nữa còn đem bí mật của hắn trực tiếp ôm ra ngoài. Hắn có thể tưởng tượng, ngày sau nhất định phiền toái không ngừng, không chừng lần này từ di tích đi ra ngoài, sẽ bị các đại giáo liên hợp truy nã, con đường tìm người của hắn, cũng sẽ trở nên khó khăn, hắn là càng nghĩ càng giận, cho dù là muốn đi, trước khi rời đi cũng phải diệt cái kia hắc y thánh vương biết ý nghĩ của hắn hắc y thánh vương tất nhiên không dám lười biếng càng nhiều nguyên thần lực thiêu đốt tốc độ không giảm mà tăng lên thân pháp quỷ nguyễn, cho dù là huyết bào chuẩn đế đô nhìn trần không kịp muốn nói hắn khai đội bản mạng cùng diệp thần còn thiếu chút nữa vấn đề là diệp thần giờ phút này không ở trạng thái đỉnh phong tốc độ cũng bị hạn chế bằng không hắc y thánh vương sớm đã bị đuổi theo một cốc đá chết phía trước bóng người nhúc nhích mỗi người đều mang tiên quang chiếu sáng đêm tối, đợt người đầu tiên đã giết được, hoặc là ngự động phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vụ, có thể nói là phô thiên cái địa. Đặc biệt là cừu gia của Diệp Thần, đã xét kiếm mà đến, đôi mắt đỏ như máu, sát khí thông thiên, bọn họ mặc dù không biết vì sao Diệp Thần còn sống, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể để Diệp Thần chạy trốn. Ở đây, thánh thể ở đây, hắc y thánh vương tựa như nhìn thấy rơm cứu mạng, liều mạng kêu. Hô, lại để cho người hô, Diệp thần mắng to, cũng đốt khí huyết, một bước bước qua thiên trượng hư thiên, cùng hắc y thánh vương khoảng cách kéo gần đến trăm trượng, lại là lôi đỉnh một mũi tên bắn ra. Lúc này đây, hắc y thánh vương trực tiếp quỳ, một tiếng còn chưa hô ra, liền bị một mũi tên bắn chết nguyên thần, một đường vạn phương tính kế, hắn trung quy không thể thoát khỏi kết của bị tru sát, chém hắc y thánh vương, diệp thần không chút suy nghĩ xoay người liền chạy, lại trước mặt đụng phải một người quen. Đó là công chúa Phượng Hoàng Tộc, cũng chính là Phượng Tiên Nhi, cũng tới di tích diệt thần sớm biết nàng ở di tích muốn thanh lý oán hận cũ nhưng vẫn chưa tìm được không ngờ giờ phút này gặp phải đi đâu vậy phượng tiên nhi nghiến răng nghiến lợi đầy mắt u oán một trưởng trong suốt ngày hôm sau đánh tới chiến lực so với ba năm trước mạnh hơn không ít hoặc là nói là đã trải qua một hồi nếp bàn diệp thần quá to bất ngờ xuất quyền một quyền đánh xuyên hư thiên cũng đánh xuyên trưởng ấn của nàng nàng mặc dù nếp bàn chiến lực bạo tăng hắn mặc dù trọng thương, không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng cái này vẫn có tranh lệch, một kích cứng rắn, nàng vẫn là hoàn toàn bại trận, hoành hành đi ra ngoài. Đánh lui Phượng Tiên Nhi, Diệp Thần không dám luyến chiến, đi thẳng đến cửa thoát khỏi di tích giết qua, chỉ cần ra khỏi di tích này, tiên nhãn liền không chịu áp chế, hắn có thể dùng tiên luân thiên đạo trốn thân, bốn phương tám hướng đều là bóng người, bên nào cũng có cửu ra của hắn, hơn nữa số lượng không ít. Hắn là nhìn chuẩn một phương, nơi đó ít người, hơn nữa đều không mạnh, là nơi tốt để phá vòng vây. Hợp lực đánh chết, một thanh niên tóc bạc giận dữ quát, sung phong ở phía trước, đầu treo một mặt thần kính rực rỡ, là thánh phương binh, uy lực bất phàm, cách rất xa, liền quét ra tịch diệt tiên mang. Giống như hắn, người phía sau cũng không nhàn rỗi, hoặc là pháp khí, hoặc là sát trận, hoặc là thần thông, hoặc là cấm pháp, che trời che đất, ánh sáng đêm tối rực rỡ, cũng nghiền thiên địa xung chuyển, diệp thần một đường sông tới, mở hỗn độn dị tượng, lấy hỗn độn thế giới dị tượng là phòng ngự. Âm âm thanh âm nổi lên, rất nhiều công kích cùng nhau đánh vào hỗn độn thế giới, đem hỗn độn giới đánh đầy mắt lở loét, Diệp Thần cũng bị cán trả, phun máu tại chỗ, thương thế cũng theo đó tăng thêm một phần. Nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi này, cho hắn cơ hội thở dốc, chân đạp hoàng kim biển sâu, nốt trường một mảnh người, tay cầm xích tiêu huy động, chém bay một mảnh, tay phải phách long, càn quét hư thiên, đầu treo hỗn độn thần đỉnh, thần uy nở rộ, ngang bằng một phương, người nhào tới, bị làm thất linh bát lạc. Máu tươi nhuộm đầy tinh không, một phương người này không cách nào ngăn cản diệp thần, bị diệp thần cường thế lao ra, bốn phương người giận dữ quát, hợp thành một chỗ, đuổi giết mà đến, tựa như là thiên quân vạn mã đang bôn ba. Diệp thần dành thời gian liếc về phía sau một cái, khóe miệng giật giật, người đuổi theo này, nhân số nhiều, có chút ngoài tưởng tượng, đây đều là cừu gia của ta, ta lấy đâu ra nhiều cừu gia như vậy mắng thì mắng tốc độ dưới chân hắn cũng không chậm một thanh đan dược liều mạng nuốt vào tiên luân trời sinh cũng nhanh chóng vận chuyển thương thế đang khôi phục tốc độ cũng theo đó mà tăng lên bóng người như vị trở bị hắn bỏ ngoài rất xa không ai có thể đuổi kịp bước chân của hắn nhưng hậu phương có nghị lực diệp thần liều mạng chạy trốn bọn họ gác phía sau liều mạng đuổi theo mấy lần tách ra bao vây đều bị gã diệp thần kia cường thế lao ra tử thương không ít gần bình minh trận đuổi giết này còn chưa xong diệp thần tha một vòng lớn chạy tới lối ra xa xa hắn liền nhìn thấy cửa di tích cũng tụ tập biển người như thủy triều bọn họ cũng không phải là ở đó nói chuyện phiếm mà là đang chờ hắn mục đích là không muốn diệp thần chạy ra khỏi di tích này đây nên là giữ cây đợi thò đi trong di tích tránh né chưa sát có thể muốn đi ra ngoài không có cửa diệp thần không còn nóng này giết đến cửa ra cũng là ra không ra được một cái rực rỡ đại phiêu di lại chuyển biến phương hướng giết trở về di tích ở trước khi còn chưa bị bao vây lao ra vây giết không biết qua bao lâu di tích mới lâm vào bình cảnh đuổi theo không thấy diệp thần tìm kiếm diệp thần cửu ra tức giận quát hoặc là ba người một tổ hoặc là năm người một nhóm dứt khoát cũng không tầm bảo lại thảm tìm kiếm một bộ tư thế không tìm ra diệp thần không tính là xong màn đêm lại một lần nữa hàng lâm một mảnh núi chim không có lấy một con diệp thần gập khiễng bỏ vào một tòa sơn động đặt mông ngồi xuống một đống lớn đan dược chữa thương nhét vào miệng bị đuổi theo một ngày một đêm hắn mặc dù tránh thoát đời giết, nhưng lại một lần nữa bị làm tàn phế, không nói những thứ khác, liền nói hoang cổ thánh thân thể, sẽ không có một chỗ tốt, đều là máu tươi. Điều trở cho lão tử Diệp thần thầm mắng, đã tính toán tốt rồi, đợi khôi phục trạng thái đỉnh phong, một đám tìm bọn họ tính sổ, đã là không muốn đi ra ngoài, vậy liền không cần đi ra ngoài. Thánh thể nhất mạch, đều là rùa đen rụt đầu sao. Hắn đang chữa thương, đột nhiên nghe thấy tiếng cười bên ngoài động vang lên, lập tức là một đạo di thiên đại ấn lăng không, đem ngọn núi này đè đến sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, diệp thần thuấn thân bỏ chạy, lại có một đạo tịch diệt tiên mang thẳng đến hắn. Trước điện quang hỏa thạch, hắn tế xuất một tấm chắn chắn trước người, đạo tịch diệt tiên mang kia uy lực mạnh mẽ, đánh bay thuẫn bài, hắn cũng bị thương, bị chấn đến kêu lên lui về phía sau hơn 10 trượng. Đến lúc này, hắn mới thấy rõ người tới, bịt một hắc bào, cũng dùng bí pháp che đi bản tôn huyền cơ, nhưng trước mắt lục đạo tiên, chân dung người nọ lại không có chỗ che giấu, thần tử tiên tộc. Là hắn, diệp thần đôi mắt hiếp lại, cực kỳ xác định người đối diện là thần tử tiên tộc. Diệp thần, người làm cho bổn thần tử rất bất ngờ, thần tử tiên tộc cười u ám, đứng lặng trên hư thiên, cao cao tại thượng, bệ nghĩa nhìn diệp thần, cười đùa giỡn ngược mà đùa giỡn, lời nói trải qua một thời gian dài chưa tan. Người ta không có thù đi, diệp thần cười lạnh như thế nào, ngươi cũng chạy tới thừa người gặp nguy hiểm. Ta đối với ngươi không có hứng thú, trách chỉ trách ngươi cầm trí bảo vô thượng mà tiên tộc ta không nên lấy, tiên tộc thần tử u tiếu. Nghịch thiên lục đạo tiên luân nhãn, há có thể nhúng chàm. Cái gì mà lục đạo tiên luân nhãn, ta không biết. Diệp thần nhún vai, tất nhiên sẽ không thừa nhận. Ta biết, hắn nói dứt lời, một người khác mặc khác bảo biểu hiện ra, chính là một nữ tử, dung nhan mỹ mạo nhìn kỹ chính là phượng tiên nhi phượng hoàng tộc thật sự là đi đến đâu cũng có thể gặp người diệp thần lướt mắt nhìn phượng tiên nhi một cái lúc ở phượng hoàng cốc nàng đã gặp qua hắn lộ tiên nhãn cũng tất là nàng hướng tiên tộc thần tử tiết lộ tin tức tiên nhãn mục đích rất đơn giản đó chính là mượn tay tiên tộc thần tử tiêu diệt diệp thần hắn diệp thần ngươi còn muốn ngụy biện sao phượng tiên nhi cười cho sót cay nghiệt mang theo oán độc ngày đó nên một trường buồn ngươi. Diệp thần nhàn nhạt, một tiếng, chán ghét Phượng Tiên Nhi đã tăng lên cực điểm, lúc ra chỉ thịnh hội, cũng chính là bởi vì nàng, hắn mới trở thành đối tượng vây công của rất nhiều thần tử đại giáo, hôm nay lại là nàng của trò, chỉ vì báo thù một mũi tên ngày đó. Người không ngạc nhiên tại sao chúng ta có thể tìm thấy người chính xác như vậy, Phượng Tiên Nhi mắt để giả hoạt, trên dung mạo Mỹ nhan thêm một nụ cười nhe răng. Đúng vậy, là lúc trước cùng ngươi đúng một trường, ta ở trên người ngươi lưu lại ấn ký như thế nào phần đại lễ này ngươi còn thích 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 vô cùng diệp thần trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía đối với phượng tiên nhi sát khí không cách nào ngăn chặn năm lần bảy lượt tính kế hắn dùng chân chính chạm đến điểm mấu chốt của hắn xem ra ngươi là thừa nhận ngươi lấy tên nhãn của tên tộc ta không đợi phượng tiên nhi mở miệng thần từ tiên tộc liền sâu ký nở nụ cười hai trong mắt nóng rực còn có xích vẻ tham lam trần trụi trả lại lục đạo tiên luân nhãn của tiên tộc ta tối nay bổn thần tử liền có thể tha cho người không chết thần xin lỗi không thể cho người diệp thần vặn vẹo cổ một chút lời nói bình thản thản nhiên sáu đạo tiên luân nhãn là khương thái hư tiền bối nếu cho cũng là cho lão nhân gia hắn không cần nói nhảm với hắn tiếng này đến từ bên kia mờ ảo hư vô chỗ người thứ ba chậm rãi đi ra khi huyết bảng bạc như biển thân thể cường đại như núi là thần tử phượng hoàng tộc liền dựa theo ước định lúc trước ta muốn thánh thân cùng bản nguyên của hắn phượng hoàng thần tử âm tiếu nhìn dược thần ngày đó giấu trời qua biển hôm nay di tích này chính là nơi chôn cất của ngươi thánh huyết quy ngô sau phượng hoàng thần tử người thứ tư đi ra thân bạc tử kim hắc bào tay cầm tử kim ma kiếm lưng dựa vào vô vọng ma thổ chính là ma tộc thần tử, sát khí ngập trời. Đình của hắn thuộc về ta. Thần tử thần tộc cũng tới, mới vừa rồi dừng chân, trong cơ thể liền hóa ra hai luồng khói xanh, mở ra một khí hóa tam thanh, ba pho tượng tử thần tộc chiến lực đồng vai. Không cùng ngươi đoạt tên nhãn, ta muốn thánh thể bổn nguyên. Kế tiếp chính là thần tử yêu tộc, cuốn theo máu thao bất thời tiết, so với lúc trước còn cường đại hơn, tất là cơ duyên ở huyết hải trận chiến không nhỏ nha. Diệp thần nước mắt nhìn mấy người, lau sạch máu tươi khóe miệng chảy ra, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người thần tử tiên tộc, phượng hoàng thần tử bọn họ ngược lại không đáng sợ, hắn kiêng kỵ chính là tiên tộc thần tử, đó mới là ngoan nhân, chiến lược không giới đông thần. Đừng nhúng tay vào. Thần tử tiên tộc cười đùa, một bước vượt qua hư thiên, bàn tay trắng nõn thon dài, trong lòng bàn tay có châm văn cổ xưa lưu truyền, ngày hôm sau một trưởng hoành để tới, chỗ trưởng ấn đi qua, hư không từng tức từng tức sụp đổ trong hỗn loạn hóa thành cho bụi diệp thần đứng dậy cứng rắn khí huyết bốc lên cùng đạo tác cùng múa bá đạo một quyền cách không đánh ra quyền trưởng va chạm tiếng ầm ầm bốc lên không gian hư thiên kia đều sai vị trí một đạo vầng sáng lấy quyền trưởng va chạm điểm kia vô hạn lan tràn hơn 10 tòa cự nhạc bị chặn ngang chặt tức diệp thần nắm tay nổ tung huyết cốt đầm đìa một kích này làm cho hắn lại phun máu cũng không phải chiến lược của hắn không bằng tiên tộc thần tử chỉ bởi vì lúc trước hắn bị thương quá nặng, căn bản cũng không ở đỉnh phong. Ngược lại thần tử tiên tộc, bàn tay mặc dù cũng vỡ tan, nhưng lực khôi phục lại bá đạo, máu tươi tràn ra nhao nhao chảy ngược, vết thương trong nháy mắt khép lại, khí huyết của hắn, còn áp đảo diệp thần. Hoang cổ thánh thể, thật sự là chê cười, thần tử tiên tộc cười đùa giỡn ngược đãi, lại ra tay. Người này bức trang thật tốt, diệp thần cười lạnh, nghịch thiên sát thượng, cho dù là có thương tích ở trên, nhưng cũng cường thế bá đạo. Nếu lão tử ở trạng thái đỉnh phong, một cái tát hô chết nha nha, đại chiến mở ra, oanh thiên liệt địa, phương viên vạn trượng, đều bị hỗn loạn chấn động lan đến. Diệp thần cùng tiên tộc thần tử đều là nhân kiệt đỉnh phong của thế hệ trẻ, cũng được có tư cách cùng đông thần Tây Tôn Nam Đế Bắc Thánh Trung Hoàng bọn họ kề vai, tư thế oai hùng của bọn họ, chính là cái thế. Nhìn về phía hư không, thiên khung đã bị chia rẽ hai phương, một phương là thần tử tiên tộc chân đạp cửu thiên tinh hà lưng tựa vào tiên vực tịnh thổ rực rỡ như kiêu dương giống như một pho tượng tiên phương tuyệt thế một phương là diệp thần đạp hoàng kim thần hải lưng tựa vào hỗn độn đại giới thân thể thánh nhiễm thánh huyết thân thể như hoàng kim nóng chảy kim khí lưu tràn đầy sán lạn sinh huy như một pho tượng bát hoang chiến thần nhưng trận quyết đấu này là không công bằng tiên tộc thần tử vô thương trong người mà diệp thần không còn trạng thái đỉnh phong nữa cái này dài Diệp Thần chiến ý mặc dù mạnh cũng từ khai chiến liền bị áp chế, kim huyết trói mắt, nhiễm tinh thiên, đám người phụ hoàng thần từ nhìn đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Bọn họ đích xác chưa từng tham dự, chỉ là người xem cuộc chiến, chỉ chờ lấy chiến lợi phẩm. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần đỉnh phong cũng chưa chắc đã đấu thần tử tiên tộc, càng không nói đến trạng thái trọng thương. Đại chiến ba động không nhỏ, chọc vào tứ phương tu sĩ ghé mắt, đông thần tây tôn nam đế bắc thánh trung hoàng đều tới viễn cổ cửu tộc còn lại mấy đại thần từ thần nữ cũng không phân biệt trước sau đến. Ngay cả mấy pho tượng chuẩn đế lão gia hòa trong di tích cũng từ bốn phương chạy tới, những người khác tìm bảo vật, cũng không tìm, chạy đến xem kịch, cuồn cuộn không ngừng có người gia nhập, đứng đầy bốn ngày. Ba năm, đều cho rằng thánh thể đã chết, lại không nghĩ còn sống, không ít người thổn thức cảm khái. Thánh thể chiêu này gạt trở qua biển, lừa gạt thế nhân ba năm tháng. Lão Phu tò mò chính là, hắn sống sót như thế nào, các gia đình lần lượt cày dâu. Qua đã qua rồi, còn để ý tới nó làm gì, đại đa số càng quan tâm chính là hư thiên đại chiến, ánh mắt mỗi người nhìn rạng rỡ Lần đầu tiên được gặp thần tử tiên tộc đại chiến thần uy, quả là không đơn giản, kể cả hoang cổ thánh thể giai vô địch, cũng bị đánh thê thảm như thế. Ngươi hiểu cái gì, có người bĩu môi. Nếu đỉnh phong đối với đỉnh phong, thắng bại không thể biết được, là hắn. Một phương hư thiên, bác thánh Mỹ mâu híp lại một chút, nhìn chăm chăm diệp thần, làm như nhận ra diệp thần khí tức, chính là diệp thần trộm bảo vật của nàng, còn cởi sạch quần áo của nàng, chọc cho nàng đầy di tích đổi giết, lại không biết người nọ chính là hoang cổ thánh thể diệp thần. Thảo tử tử, che giấu đủ sau đâu. Bác thánh Mỹ mâu nở rộ tia lửa, hai má một chút đỏ thấu, nếu không phải diệp thần đang đại chiến, hơn phân nửa nàng đã xông tới bóp chết hắn xem ra ta thật sự là đánh nhầm người rồi trong lòng nghĩ bắc thánh ho khan nước mắt nhìn nam đế cách đó không xa mấy ngày nay nàng tịnh cùng hắn đánh hơn nữa xuống tay không nhẹ không nặng khuôn mặt của gã kia vẫn còn sưng lên hơn phân nửa đến bây giờ còn không biết nàng vì cái gì đánh hắn đi ra ngoài mời người uống rượu bắc thánh xoa xoa mi tâm có chút xấu hổ không biết để cho nam đế biết có thể tức giận hộc máu hay không hồ đồ đã bị đánh thành đầu hao Điều này là không công bằng. Bên kia, tiểu cửu tiên trực tiếp mắng, mắng chính là thần tử tiên tộc. Người còn thần tử thì sao? Còn muốn không biết xấu hổ, thường người gặp nguy hiểm tính là bản lĩnh gì? Thế gian nào có công bằng chân chính, cơ ngưng xương bên cạnh khẽ nói. Hãy nhìn trước, nàng vừa dứt lời, diệp thần bị rơi xuống hư thiên, rơi xuống vũng máu một mảnh, đập ra hố sâu. Hắn tận lực, nhưng thần tử tiên tộc quá mạnh, muốn đấu với hắn, cần phải ở trạng thái đỉnh phong, hiện giờ hắn trọng thương, có thể kiên trì 300 hiệp thất bại, hắn đã đủ để kiêu ngạo rồi. Giáo ra, tha cho người không chết. Tiên tộc thần tử quân lâm cửu thiên, ngữ khí mang theo bể mắt thiên hạ uy nghiêm, lời này của hắn cũng không phải là thương lượng. Muốn, tự mình đến lấy, diệp thần hừ lạnh, mạnh mẽ ngưng tụ khí huyết, còn muốn tái chiến. Tất nhiên không lượng sức, thần tử tiên tộc cười u, lòng bàn tay có bí pháp lưu truyền, uy lực mạnh mẽ. Muốn chiến thì đến, Diệp thần gào thét, vừa chuẩn bị huyết tế bổn nguyên, một đạo tiên quang liền từ nghiêng nghiêng bay tới, nhìn kỹ, chính là một viên đan dược, hơn nữa là, cửu văn đan. Cửu, cửu văn đan, hiện trường một mảnh xôn xao, ngay cả ánh mắt các lão gia hòa cũng nóng bỏng. Ai cho cửu văn đan? Tiếng kinh dị vang lên bốn phía. Quyết đoán này cũng lớn hơn một chút đi. Ta thấy thật là Đông Thần Giao chỉ cho, có người thì thầm, đem ánh mắt của người ở đây đều dẫn về phía Cơ Ngưng Sương bên kia, đưa ra cửu văn đan chữa thương cho Diệp Thần, chính là nàng. Giao Chỉ người điên rồi. Bắc Thánh truyền âm cũng bị kinh hãi. Cửu chuyển hồi nguyên đan chỉ có một viên này, ngươi đúng là lấy tới tặng người, giúp hắn cũng không mang theo giúp như vậy đi ta muốn xem một trận quyết đấu đặc sắc, cơ ngưng xương nghiêng đầu cười, cười có chút ngốc. Cửu Văn Đan có thể giúp hán thuấn hồi đỉnh phong, đỉnh phong đối với đỉnh phong, lúc này mới có ý tứ nha, vạn người kinh dị, cửu Văn Đan đã dung nhập vào trong cơ thể diệp thần, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nó mới là thật sự chữa thương thần dược, nghịch thiên cấp, diệp thần toàn thân vết thương, trong nháy mắt phục hồi như cũ, sát khí trong cơ thể, cũng bị cửu Văn Đan xóa sạch trong khoảnh khắc giúp Diệp Thần trở về đỉnh phong. Cửu Văn Đan, chính là bá đạo như vậy, cũng không phải Bát Văn Đan có thể so sánh, nó ẩn chứa lực lượng thần bí, bàng bạc như Giang Hải, thế gian chỉ có một hàng này, Đan Tôn cũng khó luyện ra viên thứ hai. Đa tạ Diệp thần nở nụ cười, vẫn chưa xoay người, một câu đa tạ, chính là đối với cơ ngưng Dương mà nói, cũng chưa từng nghĩ tới nàng chưa từng cởi bỏ trí nhớ phong cấm, đúng là khẳng khái như thế. Nếu thua, vậy liền trả lại cửu Văn Đan ta cơ ngưng xương thản nhiên cười nhìn quá nhiều người đều xuất thần đông hoang đệ nhất mỹ nữ nụ cười của nàng làm cho thế gian hết thảy đều ảm đạm dễ nói diệp thần hung hăng vặn vẹo cổ trong mắt thần mang nở rộ từng bước một lên trời phù diêu thẳng lên chín tiêu khí thế cũng theo đó mà tăng lên hoàng kim khí huyết tựa hỏa thiêu đốt từng luồng khí lưu màu vàng tràn ra trầm trọng như núi non đan xen ra rất nhiều huyền ảo dị tượng nào tiếp tục Trở về cửu tiêu, diệp thần cười nhìn thần tử tiên tộc, dưới chân hoàng kim biển sâu mãnh liệt quay cuồng, dựa lưng vào hỗn độn thế giới tái hiện sinh cơ, đầu trao hỗn độn thần đỉnh cũng ong ầm mà run, hắn như thần minh, hắn quang huy, càng kiêu dương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trở lại đỉnh phong thì như thế nào? Thần tử tiên tộc khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đùa giỡn, giống như lúc trước, bệ nghĩa nhìn diệp thần. Trong mắt ta, người từ đầu đến cuối đều là chuyện cười, chê cười làm không tốt sẽ là thần thoại diệp thần một bước đạp nát hư không tay trái âm dương tay phải càn khôn âm dương hóa thái cực càn khôn hóa vô cực vô cực thái cực dung một hỗn độn một trường này là một trường đỉnh phong nhất từ khi Hán tu đạo tới nay bình thản không có gì lạ nhưng uy lực vô cùng thần tử tiên tộc hời lạnh cũng là trường ấn đối diện dung hòa rất nhiều bí pháp ngày hôm sau đánh ra một kích cứng rắn thiên địa ầm ầm nửa hư thiên đều sụp đổ tinh diệt lực ngập trời tàn sát bừa bãi. Lại nhìn xong phương đối chiến, diệp thần như núi non, nguy nga không nhúc nhích, mà thần tử tiên tộc tự xưng cao cao tại thượng, lại đạp lui về phía sau một bước, bàn tay trắng nõn, nhiễm đầy tiên huyết rực rỡ. Thần tử tiên tộc tức giận, vết thương trong nháy mắt khôi phục như cũ, khí huyết cuồn cuộn, cuộn ngập trời tàn sát bừa bãi, mi tâm nhiều hơn một đạo tiên văn cổ xưa, chiến lực vốn cường đại, giờ phút này lại tăng lên một cấp bậc. Diệp thần cười lạnh, lúc này mở ma đạo, mi tâm có ma văn biểu hóa tiên tộc thần tử chiến lược tăng cường khí thế của hắn cũng theo đó đột nhiên tăng lên hơn nữa cứng rán đè ép đối phương một bậc đại chiến vừa xảy ra giống như tiên vương giống như chiến thần tranh hùng trên bầu trời hạo miều hung giao chiến bất quá ba năm hiệp liền có máu tươi đổ xuống tiên tộc thần tử cùng diệp thần đều tắm rửa máu tươi của đối phương tranh đấu thảm thiết nhìn phía dưới người đều kinh hồn ba thịt đều là trạng thái đỉnh phong quả là đặc sắc các lão bối tu sĩ thổn thức, cảm thấy áp lực cấp bội, nếu cho hai hậu bối này đủ thời gian, nhất định về sau ở trên, lực áp bọn họ một đầu. Hoang cổ thánh thể, tiên tộc thần tử, thế hệ trẻ đỉnh phong quyết đấu. Các tu sĩ trẻ tuổi nhìn nhiệt huyết sôi trào, ngay cả nam đế Bắc Thánh bọn họ đều kinh dị, hai người đích xác rất mạnh. Ta đánh cuộc thần tử tiên tộc thắng, có lão gia hỏa cày dâu. Rất là coi trọng hắn hoang cổ thánh thể đồng giai vô địch, lão phu áp diệp thần thắng. Không ít lão gia hỏa có chút coi trọng diệp thần. Tin tưởng chúng ta nhất định là không sai, hắn có tín niệm tiên tộc thần từ không có. Trần áp Trong tiếng nghị luận, hư thiên truyền tới tiên tộc thần từ hét lớn, phất tay tế xuất cửu phương cổ ấn, đều khắc đầy tiên văn, liệt ở thương khung cửu phương, tụ thành phong cấm đại trận. Đó là bí trận của tiên tộc, chuyên phong cấm, cửu phương cổ ấn đều là thánh binh, trên tiên văn chính là trận văn từng truyền tiên tộc đại năng từng dùng trận này phong diệt qua một tu sĩ chuẩn đế trận này hung danh truyền thuyết vẫn như trước lão bối tu sĩ đều nhận ra biết uy lực của nó tuyệt đối vô tiên. hư thiên bị giam cầm không khí đều đình trệ lưu động diệt thần tung hoành cửu tiêu cũng bị áp chế nâng chân lên định ở giữa không trung bị chín pho tượng cổ ấn kia động đậy không được chệt đi tiên tộc thần tử quát to sách kiếm mà đến một kiếm chém về phía diệp thần nguyên thần Bằng ngươi cũng xứng diệp thần lạnh lùng thánh thể bản nguyên cùng đạo tắc đồng loạt run dày đan xen thành một thanh vô hình thần kiếm chặt đứt trói buộc trong bóng tối giống như măn long nhảy ra hắn cưng dán trúng một kiếm của thần tử tiên tộc bất ngờ vung tay một trường quét chín phò ấn cổ thần tử tiên tộc cũng bị đánh lui sát kiếm hét lên nhiễm thánh huyết từng đợt từng được trượt xuống lần này đôi diệp thần một bước rụt lại thành một tấc Giết đến phiến hư thiên này, một trường ấn già thái hư long cấm, thần tử tiên tộc mới vừa rồi muốn khởi hành, thân thể bị long cấm phong chậm lại. Gã này cũng không phải ăn chay, động bí pháp bất thế, phá vỡ phong cấm, sông thoát ra, vì thế lại bị diệp thần bắt hoa một quyền, bị thân thể tiên cường đại, cũng theo đó vỡ ra. Người thật sự đáng chết, thần tử tiên tộc sống giận, mi tâm bắn ra lôi đình nhằm vào nguyên thần. Diệp thần không dám kinh thường, lấy chín đạo thần thương đối kháng. Tiên tộc lấy công phạt nổi danh, cho dù có Phượng Hoàng tiên ngự thủ hộ thần hài nguyên thần, cũng hơn phân nửa sẽ bị ảnh hưởng, đối phương cũng không phải người bình thường. Lôi đình cùng thần mang đối kháng, tiêu diệt lẫn nhau, cùng nhau sụp đổ, lực khô héo đan sen cùng nhảy múa. Giết đi, tiên tộc thần tử đôi mắt đỏ như máu, không ngừng phất tai tế pháp, đánh ra cái thế thần thông, sự thần tất nhiên là không dám, cương thế xuất thủ, bí pháp thần thông liên tiếp biểu hóa, bá động vô song hai người đã bí pháp đối kháng ở hư thiên đối oanh đánh thiên địa thất sắc tình không đều mất quang minh vậy thật giống như tiên vương cùng chiến thần công phạt không đến thiên địa hủy diệt không tính là xong diệp thần không ngừng bị thương cũng là càng chiến càng hung mãnh chỉ công không thủ giống như một tên điên thân thể thánh cường đại lấy thân cứng rắn đánh ra uy danh hách khách của hoàng cổ thánh thể tiên tộc thần tử cũng điên rồi không biết đau đớn cũng bất kể cái giá phải trả công kích không hề có chương pháp đáng nói diệp thần oanh hắn một quyền hắn liền chém trở về một kiếm ngay cả tiên huyết cùng thánh huyết cũng đang đấu bốn phương tu sĩ nhìn chăm chú hai người đấu không dưới 500 hiệp lại còn chưa phân thắng bại tận đến hiệp thứ 600, chiến cuộc tương đương mới có một tiêu biến hóa vi diệu thần tử tiên tộc lấy huyết tế kiếm một kiếm phá hủy kéo co đại thuật trong tuyệt sát thần thông nhưng đối mặt với một kiếm tịch diệt này diệp thần lại không phòng ngự tùy ý một kiếm kia xuyên qua lồng ngực hắn mà trong nháy mắt này Lăng Thiên Hán một trường lại bổ tiên tộc thần từ huyết cốt đầm đìa, thần từ tiên tộc gào thét, máu tươi phun ra điên cuồng, lảo đảo lui về phía sau, dẫm sập từng mảnh hư thiên. Diệp thần cũng hộc máu, lại trực tiếp không nhìn, một bước đuổi giết mà đến, ví pháp thần thông vô phong đỉnh, thần tử tiên tộc rơi vào thế hạ phong, bị gã diệp thần kia một đường từ tây phương hư thiên làm đến phương bắc thương khung, cho dù là tiên tộc thần tử bá đạo khôi phục lực, cũng không theo kịp tiết tấu bị thương. Giết, thần tử tiên tộc mặt mũi hung tợn tóc tai bù xù như ác ma còn có từ thái cao cao tại thượng lúc trước cái gọi là cao ngạo của hắn giờ phút này đang từng chút từng chút bị mài mòn gã này đích xác bị bức điền lại huyết tế thọ nguyên mi tâm lại thêm một đạo thần văn cổ xưa hắn lại động cấm pháp ra chỉ chiến lực dựa lưng vào tiên vực quân lâm cửu tiêu trói mắt như kiêu dương người khiếp không mở được đôi mắt từng luồng tiên khí tràn đầy như cửu thiên ngân bộc diệp thần bị bức lui đem thần tử tiên tộc động cấm pháp, hắn cũng mạnh mẽ tăng lên chiến lược bản thân, trong hỗn độn giới có thêm mấy pho tượng khổng lồ khổng lồ, thần long xoay quanh, phượng hoàng tây minh, bạch hổ gầm thét, huyền vũ thác lộ, còn có kỳ lân thánh thú, đang gào thét với trời xanh. Tiên tộc thần tử đang lâm hư vô, một tay kình thiên, vẽ ra một đạo tiên hà, lăng tiêu bổ về phía dược thần, hạ miểu tinh thiên kia đều bị sạt ra, bị đạo tiên hà kia chia làm hai tinh không. Đó là một loại bí pháp mà người thường không cách nào lý giải, có thể nói là đại đế tiên kinh, tiên vũ đại đế truyền thừa, đế đạo tiên pháp bị hậu bối tiến hóa, cũng coi như có chút chân lý trong thời gian đó. Siêu thần tế đỉnh, nghịch thiên đụng tới, lại bị tiên hà kia tại chỗ bổ bay ra ngoài. Pháp khí bản mệnh bị thương, hắn cũng bị cắn trả, thân thể thánh có máu tươi phun mỏng, từng giọt trói mắt, mà hơi thở ngắn ngủi này, hắn cũng vung tay, một kiếm chém ra một đạo ngân hà, bồ thần tử tiên tộc lấp lánh một trận, thân thể tiên mới khôi phục như cũ lại bị chấn đến hiện ra từng vách nước. Một hiệp tranh phạt, hai người đứng dậy lại đấu, trong mắt bốn phương tu sĩ, đó cũng không phải hoang cổ thánh thể cùng tiên tộc thần tử đang đối chiến, mà là hai tên điên đang tranh hùng, điều mạng cái loại này. Tới gần sáu trăm hiệp, hai tên điên này muốn không chết không thôi, có người thổn thức. Hai người bọn họ có cửu hận lớn như vậy, nhất định phải trình đốn như vậy, không ít người gãi gãi đầu. Tiên tộc Khương Thái Hư đứng đầu đông hoa thất tử, Đông Hoa thất tử tiền bối là thần tướng Đông Hoa nữ đế, hơn nữa Đông Hoa nữ đế cùng thánh quân đế hoang quan hệ, tiên tộc cùng hoang cổ thánh thể còn rất có quan hệ, không nên là tử địch, có rất nhiều lão gia hỏa lâm vào trầm ngâm. Đó đều là chuyện của năm đó, quá nhiều người đều không cho là đúng. Năm tháng quá xa, tình nghĩa vạn cổ trước, sớm đã tùy thời quang đạm, đỉnh phong quyết đấu, không để ý tới những thứ này. Điều này cũng đúng, ta sát, làm cái gì? còn mang theo quần oanh nhất lão liệu còn chưa dứt lời liền hô to kêu nhỏ đem ánh mắt mọi người đều hướng về hương thiên và ảo nơi đó lại có người gia nhập hơn nữa cũng không phải một người là bốn người nhìn từ xa chính là thần tử yêu tộc thần tử thần tộc thần tử ma tộc cùng thần tử phượng hoàng tộc bốn người hắn có chút không kiên nhẫn diệp thần quá mạnh tiếp tục đấu tiếp tiên tộc thần tử cũng chưa chắc có thể bắt được diệp thần để tránh dạ trừng mộng nhiều bọn họ trực tiếp mở ra hình thức không biết xấu hổ. Phía dưới có người không làm nữa, chính là tiểu cửu tiên, một bước lên trời, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo, lại vô cùng hung hãn, một cái tát đem thần tử yêu tộc lật ra ngoài mấy trăm trượng. Không có chuyện ngươi, đi. Thần tử thần tộc tức giận, một bản tôn hai đạo thân sát mà đến, thần tử ma tộc cùng phượng hoàng thần tử cũng đánh tới, ngay cả thần tử yêu tộc bị lật úp cũng tới. Không biết xấu hổ, cũng không biết xấu hổ. Tiểu cửu tiên tức giận không nhỏ, đội hình một trọi năm, chẳng những không khiếp đảm, ngược lại vô cùng sinh mãnh, nhìn người phía dưới đều không khỏi nhếch miệng líu lưỡi. Nhưng, song phương đấu chính, lại có một thanh sát kiếm đen kịt bỗng nhiên hiện ra, chém về phía tiểu cửu tiên, người ra tay là tịch diệt thần thể, nhìn đúng thời cơ, muốn một kiếm tuyệt sát cửu tiên đế ra, chỉ là, một kiếm này của hán tuy bá tuyệt, lại bị một bàn tay ngọc trong suốt ngăn cản, là cơ ngưng xương. Ngươi có thể biết ngươi hành động này có nghĩa là gì? Tịch diệt thần thể trong thời không ấn ký qua lại, lời nói mờ ất tịch mịch, tìm không được nguồn gốc, xuất quỷ nhập thần, như u linh. Ngươi đừng làm ta sợ. Cơ ngưng xương nói nhỏ, cực kỳ chuẩn xác tìm được vị trí tịch diệt thần thể, một bước bước xuống, thuấn thân giết đến trước người, một trường đem hắn hất bay ra ngoài. Tịch diệt thần thể xác biến, đều không biết cơ ngưng xương tìm được hắn như thế nào, càng không biết nàng xuất hiện trước người hắn như thế nào, thân pháp của nàng quỷ dị, cảm phi lôi thần quyết trong nháy mắt ngắn ngủi cơ ngưng xương lần thứ hai giết tới tịch diệt thần thể còn chưa kịp dùng thời không ấn ký xuyên toa liền bị làm khô ra ngoài vẫn chưa từng định thân cơ ngưng xương thuấn thân lại đến cái này có chút dọa người nhìn cơ ngưng xương bừa hãn nam đế ho khan một tiếng lấy tịch diệt thần thể thuấn thân quan tuyệt cổ kim lại ở trên thân pháp thu huyết mạch bình thường trung hoàng hít sâu một hơi trong mắt có vẻ kiêng kỵ Đông thần, đích xác rất mạnh. Ta là tự thẹn không bằng. Tây tôn lắc đầu cười, có thể ở trên thân pháp tuyệt đối áp chế tịch diệt thần thể, hắn quyết không làm được, chỉ có một điểm này, tây tôn hắn liền bại bởi đông thần. Có chuẩn đế ra tay, lúc ba người nói chuyện, không biết ai chen vào một câu nói. Nhưng thấy một phương hư thiên, lại có người giết lên, tập trung cũng không phải là diệp thần cùng đế gia cử tiên, mà là cơ ngưng xương, đó là một từ vào lão giả, không thấy chân dung là một tôn chuẩn đế cấp hắc long tộc thần tử không làm nữa một bước lên trời một quyền đem tử vào chuẩn đế kia đê đút lui lui còn muốn đánh lén giao chỉ nhà ta người mẹ hắn chính là muốn lật trời đâu muốn chết tử vào chuẩn đế hử lạnh sát kiếm hiển hóa trong tay xuyên trời đánh tới cùng là chuẩn thánh ai sợ ai long tộc thần tử đối kháng trước mặt trong lúc đó còn tiếp nhận một thanh long đao từ phương xa bay tới, đó là phách long đoạn đao, là diệp thần đưa tới. Phách long trong tay, thiên hạ ta có. Long tộc thần tử một tiếng gào thét khí phách nghiêng nghiêng, một đao bổ ra đao mang màu vàng dài trăm trượng, từ bào chuẩn đế suýt nữa bị bổ. Cùng vọng. Chưa đợi từ bào chuẩn đế phản công, tiếng ngửi lạnh liền nổi lên, một hắc bào nhân thẳng đến long tộc thần tử giết tới, cũng là một chuẩn đế cấp, bị áp chế tu vi, giờ phút này là chuẩn thánh. Hắc! Linh tộc thần nữ tính tình nóng này, lên trời ngăn trở chuẩn đế áo đen kia, thật sự là một đám phong nương, nổi lên, lục thần không nhận, trực tiếp bạo tổ trạng thái. Chuẩn đế áo đen bị làm không ngẩng đầu lên được, đồng giai đối địch, hắn kém thần nữ linh tộc quá xa. Chẳng qua, một người làm không lại, không có nghĩa là hai người không làm được, còn có chuẩn đế cấp sông lên, là một ngân bào chuẩn đế, muốn cùng hắc bảo chuẩn đế hợp lực, đánh chết thần nữ linh tộc kia hắc vu tộc thần tử mắng to nhấc chân lên trời diệp thần rất phối hợp đưa ra chiến mâu ngô hoàng bị gã này làm thiết côn sứ nện ngân bảo chuẩn đế thân thể vỡ vụn nhĩ trở muốn chết lại có người góp vui kỳ tích vẫn là chuẩn đế được phục kim bảo không biết là lão tổ truyền thừa kim quang lóng lánh thẳng tiến công thần tử vu tộc Hắc, thần nữ cổ tộc chạy tới so với thần nữ linh tộc còn vưu hãn hơn tay cầm một cái thần tiên có đạo thì quấn quanh, ngũ sắc rực rỡ, rực rỡ trói mắt, chuẩn đế mặc kim bào kia, bị một roi quăng bay, một đường đụng phải hơn mười ngọn núi lớn mới dừng thân thể. Nhất định còn có. Thần tử man tộc phía dưới sách ra chiến phủ, đôi mắt to như chuông đồng, nhìn lướt qua bốn phương. Nếu có người dám đánh tiểu cổ nhà ta, ta nhất định phải đánh hắn. Đừng nói, thật đúng là không có mắt, được chùm bạch bào, thật là trói mắt, khí tức mơ hồ là hàng thật giá thật chuẩn đế, tay cầm thỏi vàng, chính là chạy tới cổ tộc thần nữ mà đi. Hắc! Thần tử man tộc động, khối lớn trực tiếp đụng phải hư thiên, chuẩn đế áo bào trắng kia một kiếm dơ lên, còn chưa kịp hạ xuống, đã bị gã này một bố bổ ngã. Náo nhiệt rồi, lần này thật náo nhiệt, người phía dưới đánh bóng hai mắt, ánh mắt sáng rỡ. Viễn cổ cửu tộc thần từ thần nữ, tịch diệt thần thể, đông thần, đế gia cửu tiên, phượng hoàng thần tử đều tham chiến lần này di tích viễn cổ thật sự là không uổng công không ít người đều xoa tay cũng muốn đi lên sóng một phen nhưng cũng chỉ là ngẫm lại vẫn chưa hành động không nghĩ tới thần tử tiên tộc cùng hoang cổ thánh thể quyết đấu lại chọc ra nhiều tồn tại khủng bố như vậy các lão gia hỏa cảm khái hậu bối trẻ tuổi của thế hệ này đều hung hãn như vậy theo lý thuyết tiên tộc thần tử cùng hoang cổ thánh thể đối chiến cũng nên kết thúc Người bốn phương dành thời gian liếc mắt nhìn đông phương hư thêm một cái. Đấu này ít nhất cũng có hơn một ngàn hiệp đi. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, diệp thần cùng tiên tộc thần tử hai tiên điên kia, thật giống như hai đầu xuất sinh vậy, chẳng những không ngừng chiến đấu, ngược lại càng làm càng hung, thật sự một bộ tư thế không chết không thôi. Có thể thấy được chính là, tiên tộc thần tử rơi vào thế hạ phong, đánh lâu dài chiến, hắn cũng không phải là đối thủ của diệp thần, thời hạn cấm pháp đã qua, chiến lược của hắn bạo ngã bị diệp thần chặn ở hư thiên bạo đánh tiếng gào thét kia chấn thiên tóc tai bù dù khuôn mặt dữ tợn vạn vẹo không cam lòng thất bại điên cuồng tiến công lại tiến công cũng là xông lên một lần bị diệp thần khô trở về một lần trong bóng tối cường già nhìn không nổi nữa đăng lâm hư thiên người nọ bịt huyết bào chuẩn đế cấp tu sĩ hơn nữa cũng không phải chuẩn đế bình thường xuất thủ chính là đánh lén chân thật tuyệt xác mạng của hắn là của ta bắc thánh ra tay trong nháy mắt trên trời ngọc mảnh khảnh chỉ về phía xa chuẩn đế huyết bào kia trúng chiêu tại chỗ thân hình bị xuyên thủng đạp đạp lui về phía sau cùng nhau đánh chết chuẩn đế huyết bào tức giận hướng về phía một phương giống to đang triệu hoán đồng bạn lời còn chưa dứt chuẩn đế một ba mắt liền hiện thân bộ dáng có chút dọa người không biết sống bao lâu làn da nếp gấp không chịu nổi ba con người già đục ngầu không thấy chút ánh sáng nào hắn so với chuẩn đế huyết bào kia càng mạnh hơn tay cầm một thanh hắc kiếm bị chặt đứt, tịch diệt kiếm khí vờn quanh, cách rất xa, tứ phương tu sĩ đều có thể ngửi được từ vong khí, sắc mặt theo đó trắng bệch. Mạng của bà già điên này, của ta. Nam đến lên trời, tay cầm một cây hoàng kim chiến qua, bên trong thân phủ lên một bộ hoàng kim khải giáp, như một tôn chiến thần, chống lại chuẩn đế ba mắt kia. Hắn cùng bác thánh tâm tư giống nhau, bác thánh muốn giữ lại diệp thần tính sổ, mà hắn tất nhiên không thể để cho bác thánh chết, hồ đồ bị bác thánh đánh một trận, hắn cũng muốn dành thời gian tính sổ. Như thế, hư thiên chân náo nhiệt, chia làm 10 vòng chiến. Diệp thần đối với tiên tộc thần tử, đế cử tiên đối với tứ đại thần tử, cơ ngưng xương đối tịch diệt thần thể, long tộc thần tử đối hắc bảo chuẩn đế, linh tộc thần nữ đối tử bảo chuẩn đế, vu tộc thần tử đối ngân bảo chuẩn đế, cổ tộc thần nữ đối kim bảo chuẩn đế, mặn tộc thần tử đối bạch bảo chuẩn đế. Bắc thánh đối huyết bảo chuẩn đế, nam đế đối tam mục chuẩn đế, hào hào đơn đả độc đấu, dẫn tới một chuỗi lớn người can cãi hơn nữa tùy tiện sách ra một cái đều là vô cùng hung hãn chủ tùy tiện sách ra một cái cũng đều thân mang nhất mạch truyền thừa đây vốn là một mảnh núi nguy nga bởi vì đại chiến bị san thành bình địa hư thiên mưa máu chút xuống nhuộm đỏ tá vụn không ngừng có người níu huyết hư thiên cũng không ngừng có người xông vào thiên tiêu động tính quá lớn bốn phương tu sĩ vừa lui lại lui sợ gặp dư ba đó là một đám xúc sinh hảo hảo một phương thiên địa bị sinh sinh quấy nhiễu hỗn loạn không chịu nổi, càn khôn đều điên đảo. Giờ phút này, ai còn có tâm tư đi tìm bảo vật, nơi này đại hí kịch đặc sắc nhất, không ít tu sĩ đã sách ra trí nhớ thủy tinh, đem đại chiến hình ảnh nhất nhất lạc xuống, để xuất ra đi cung cấp. Tây Tôn không chuẩn bị đi lên lộ ra một tay sao. Phía đám người, Trung Hoàng nghiêng đầu cười nhìn Tây Tôn, hiện giờ đông thần Tây Tôn Nam đế Bắc Thánh Trung Hoàng, cũng chỉ có Hán và Tây Tôn còn đang quan chiến. Tà Phật Từ Bi, không thích đánh đánh giết giết tây tôn một tay hành lễ phật ngư khí giờ phút này giống như một lão tăng không lo lắng thế gian hỗn loạn đối với bất luận cái gì tranh loạn cũng không để ý trung hoàng cười vẫn không nói nữa ngước mắt nhìn về phía một phương có bóng người rơi xuống hư thiên đó là chuẩn đế hắc bảo bị thần tử long tộc một đao bổ xuống hư thiên thân thể huyết cốt đầm đìa đã tàn phế nguyên thần bị thương nặng mất đi chiến lực toàn thể thần quang cũng bị hủy diệt hầu như không còn ngân bào chuẩn đế cũng không thể chống đỡ được bao lâu thần tử vu tộc kia sinh ra mãnh liệt một cây vu hoàng chiến mô hảo hảo bị hắn coi như thiết bổng xứ đập ngân bào chuẩn đế đầu cũng không ngẩng lên sau đó chính là chuẩn đế huyết bào cùng ta mục chuẩn đế hai người cũng không phải chuẩn đế cấp bình thường lại khó ngăn cản nam đế cùng bắc thánh không phân biệt trước sau rơi xuống rơi xuống đất đã là vũng máu một mảnh kế tiếp chính là chuẩn đế áo bào trắng bị thần tử mang tộc một búa bổ diệt thừa thân thể Chuẩn đế áo tím cùng kim bảo chuẩn đế cũng là khó huynh khó đệ, hiểm trở bị thần nữ linh tộc cùng thần nữ cổ tộc làm chết đi, rơi xuống đất, thần lâu cũng không đứng dậy. Đến lúc này, chuẩn đế tham chiến đều thất bại, nhìn thấy các tù sĩ quan chiến nuốt nước miếng, đây chính là chuẩn đế cấp, ở bên ngoài di tích, người nào không phải là nhất mạch lão tổ, hàng thật giá thật cự kình, nhưng ở trong di tích viễn cổ này lại bị một đám hậu bối tổ đoàn đánh. Một đám yêu nghiệt, lại một lần nữa lấy thực lực chứng minh, đừng mẹ nó quá cuồng lão tử quản ngươi bên ngoài là tồn tại gì nhưng đến di tích viễn cổ này đều phải thành thành thật thật nằm sấp chuẩn đế thành thật không có tàn nhất chỉ có tàn phế đây là một bộ hình ảnh như thế nào chuẩn đế tập thể bị đánh vạn cổ cũng hiếm có đúng là diễn ra kỳ tích hôm nay chuẩn đế bại tứ lại thần tử cũng bại bất phân trước sau tờ thương cung rơi xuống đó là phượng hoàng thần tử thần tử thần tộc thần tử ma tộc và thần tử yêu tộc bốn người liên thủ bị cửu tiên đế ra đánh không thấy hình người huyết quốc lộ ra người xem trong lòng run rẩy thảm nhất phải kể đến thần tử thần tộc trước ngực có một đạo huyết động lạnh lẽo còn có thể thấy được trái tim đang đập hình ảnh máu chảy đầm đìa làm cho người ta không dám nhìn thẳng hình thái kia quả thực quá dọa người tứ đại thần tử gào thét muốn đứng dậy tái chiến cũng là hữu tâm vô lực liên tiếp thảm bại đạo tâm một lần lại một lần tiếp nhận tàn phá bọn họ cao ngạo cũng triệt để thành trò cười lại nhìn tiểu cửu tiên giống như không có việc gì chiến lược của nàng có thể cùng đông thần giao chỉ kề vai cũng đồng dạng diệt thần đồng vai thánh thể diệt thần có thể làm được nàng cũng có thể làm được bên kia cơ ngưng xương cũng kết thúc chiến đấu bước tịch diệt thần thể bỏ chạy ra tịch diệt nhất mạch đã nổi danh trong nháy mắt, hôm nay xem như đem uy danh của tiền bối bại sạch sẽ chẳng qua cái này cũng không thể trách hắn chỉ vì hắn chọn đối thủ quá mạnh đông thần giao chỉ cũng không phải là cái gì huyết mạch bình thường bí pháp bình thường làm cho hắn tìm không ra chút sơ hở nào. Người vòng chiến, đã có 9 vòng chấm dứt, vòng chiến cuối cùng, còn chiến như lửa đốt. Tất cả mọi người đều nhìn lên, sắc trời đã sáng, nhưng rõ ràng thấy thân ảnh diệp thần cùng thần tử tiên tộc. Trận chiến này kéo dài làm cho người ta ngoài ý muốn, đỉnh phong đối đỉnh phong, chân chính đánh chống tương đương. Vì vì sao còn không chết? Thần tử tiên tộc cầm thét, bị bức đến phát điên, dốc hết những gì cả đời học được, liên tục mở ra rất nhiều cấm pháp, đường đường là thần tử tiên tộc, nhưng vẫn không bắt được Diệp Thần. Diệp Thần không nói, độn thiên mà đến, Một kiếm vẽ ra cửu thiên ngân hà, chém bay thần tử tiên tộc, hắn có một tia giữ lại, vẫn chưa thật sự hạ tử thủ, hết thảy đều là bởi vì Khương Thái hư duyên cớ. Hắn và thần tử tiên tộc cũng không phải là tình cảnh không chết không thôi, cho dù không cho tiên tộc mặt mũi, cũng phải cho Khương Thái hư mặt mũi, là Thái hư nhãn trợ giúp hắn phát tích, hắn nhớ rõ phần ân tình này nhưng thái hư hậu nhân không thừa nhận phần tình này chiêu chiêu muốn mạng người hận không thể diệp thần lập tức chết đi trận đại chiến này kết cục không hề hồi hộp tiên tộc thần tử chảy máu hư không từ trên trời rơi xuống đem mặt đất đập vỡ vụn thân thể tiên cường đại cũng tàn phế rơi xuống vũng máu một mảnh ta là thần tử tiên tộc ta sẽ không bại thần tử tiên tộc dương thiên gầm thét khuôn mặt huyết nhục mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy dữ tợn cùng bạo ngược mấy trang pho tượng pháp khí cùng nhau tế xuất siêu thần hờ hững một trưởng bao trùm thiên địa như thái sơn áp đỉnh nghịch thiên công tới mấy trăm phó pháp khí bị áp đến một tôn vỡ tan mảnh vụn pháp khí đầy trời vỡ vụn rực rỡ như sao thần tử tiên tộc quỳ xuống nằm trong phế tích trong miệng chảy máu gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần hắn cao cao tại thượng hắn không cam lòng vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại diệp thần điều tiên tộc tiên nhãn nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng chiến lược kiêu ngạo của hắn lại vẫn không địch lại thánh thể thiên địa trong nháy mắt này tĩnh mịch kịch hai tan trường quá nhiều người đều chưa thỏa mãn đại chiến quả thực đặc sắc cũng không có người đi nghi ngờ thần thoại hoang cổ thánh thể cùng giai vô địch diệp thần đi xuống thân thể thánh nhiễm máu sát khí bức người chậm rãi rơi vào bên cạnh thần tử tiên tộc thản nhiên nói mắt tiền bối ngày khác sẽ trả lại thần tử chớ có dây dưa nữa giết 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 thần tử tiên tộc nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt dữ tợn như ác ma thấy như thế diệp thần thần sắc hở hứng trực tiếp xoay người nếu không có khương thái hư tầng quan hệ này hắn sẽ không chút lưu tình chém đứt đầu gã này cũng tránh cho ngày sau tăng thêm họa hắn không để ý làm cho thần tử tiên tộc càng phẫn nộ một hơi không lên một ngụm máu giả phun ra ngoài đường đường là thần tử tiên tộc cao cao tại thượng chưa từng bị đột này không để ý qua đà tạ cửu văn đan của ngươi diệp thần đã đi tới trước người cơ ngưng xương trong lòng vô cùng cảm kích nếu không phải cửu văn đan của nàng, hắn hơn phân nửa đã bị diệt sát, nàng còn chưa cởi bỏ trí nhớ phong cấm, lại vì trợ giúp hắn mà không tiếc đưa ra một hạt cửu văn thần đan, phần nhân tình này so với trời lớn hơn. Nhớ trả lại cho ta, cơ ngưng xương cười thản nhiên, nhìn người ở đây lại hoảng hốt trong nháy mắt. Cái này mà, diệp thần ho khan một tiếng, dùng đạo hạnh của hắn, còn xa luyện không ra cửu văn đan, cho dù luyện đan thuật đến cấp bậc kia, cũng khó tìm tẩy cử văn thần đan tài liệu. Vì vậy mà không cảm ơn ta. Tiểu cử tiên tiến lại gần, chớp chớp mắt to nhìn Diệp thần. Tạ, tạ ơn, đều cảm tạ. Diệp thần cười, cũng cảm kích nhìn về phía long tộc cùng vu tộc thần tử bọn họ, bọn họ cũng đều hỗ trợ, tuy rằng bọn họ lúc đầu cũng không phải là giúp hắn. Chẳng qua, nhìn nhìn, hắn không để ý thấy được một khuôn mặt tuyệt thế phiếm hồng, cùng một đôi mắt đẹp đốt trái tia lửa, đó là bác thánh, kéo ống tay áo đi tới nhầm lẫn hiểu lầm diệp thần cười gượng một tiếng một bên cười gượng vừa lui về phía sau cười cười lui lui liền xoay người chạy tư thế thánh thể mở trốn thật sự rất đẹp trai hiểu lầm ta để cho ngươi hiểu lầm bắc thánh khí hai má đỏ lên trong mắt hoa lửa nở rộ một bước đuổi theo hai lời một câu không nói nhiều một trường đem diệp thần đánh ra ngoài ai mẹ nó biết ngươi là nữ Diệp thần mắng to, tê dại đứng dậy, liên tục lăn lộn tiếp tục chạy, sau đó còn không quên đem túi đựng đồ của bác thánh trả lại. Người còn nói, bác thánh xấu hổ tức giận phát cuồng, thu túi đựng đồ, xuống tay càng nặng. Nữ, thật sự là nói vô tâm, người nghe cố ý, phía dưới tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, không khó đoán ra đêm đó xảy ra chuyện gì, thánh thể nhất định làm chuyện không biết xấu hổ. Đặc biệt là nam đế, sờ sờ cầm, hai tròng mắt xoay tròn một vòng, sau đó nhìn về phía tây tôn bên cạnh. Đầu chọc, ngươi thành thật nói cho ta biết, Bắc Thánh có phải là nữ hay không? Đã đoán ra, cần gì phải hỏi nhiều, tây tôn mỉm cười, một câu chỉ ra huyền cơ. Hắc, nam đế không làm nữa, sách người kia xông lên hư thiên, nổi trận lôi đình nói, tình cảm Bắc Thánh thật sự là nữ, mà hắn mấy ngày nay đều là thay diệp thần cõng hắc ám. Thấy nam đế cũng nhào tới, Diệp thần quái miệng co giật, chạy nhanh hơn, lại bị bắc thánh một trường lại hô trở về, nam đế nhìn chuẩn cơ hội, kết rán chắc một đóa hoa đỏ nở rộ. Yên lặng không lâu thiên địa, lần thứ hai náo nhiệt, nam đế bắc thánh trước sau giáp công, đem diệp thần chặn ở thiên khung, một người như uống súng thuốc, một cái như đánh máu gà, liều mạng làm, diệp thần thảm, vốn trột già, chỉ lao chạy trốn, cho dù đánh, cũng không làm được nam đế bắc thánh. Phía trên đánh nhiệt huyết ngất trời, phía dưới lại là thổn thức tiếng lưỡi một mảnh, đều là nhìn Bắc Thánh, thần sắc đặc sắc. Bắc Thánh đúng là một nữ tử, bí mật này mới thật sự kinh hãi. Nhìn lửa giận của Bắc Thánh, đêm đó nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không ít lão thần côn đều vuốt dâu, vẻ mặt ý vị thâm trường. Trộm bảo vật, còn lột quần áo người ta. Cũng khó trách nam đến như thế, cộng hắc oai, muốn ta ta cũng làm hắn, tu sĩ trẻ tuổi đều sờ sờ cầm, vẻ mặt ngữ trọng tâm trường. Ta liền thích nhìn đoạn cầu này. Người sớm biết Bắc Thánh là nữ tử. Tiểu cửu tiên thần sắc kỳ quái nhìn cơ ngưng xương bên cạnh. Coi như là đi, cơ ngưng xương tùy ý trả lời một câu, đôi mắt đẹp lại híp lại nhìn hư thiên, trên khung trời có mây đen mãnh liệt, giống như màn đen, che đi ánh mặt trời rực rỡ. Không chỉ nàng nhìn, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng bọn họ, cũng đang ngẩng đầu ngửa mặt nhìn, còn có rất nhiều chuẩn đế, mặc dù bị trọng thương, nhưng nhãn giới vẫn còn, gắt gao nhìn chăm chăm mờ mịt hư thiên, hảo hảo một ngày ban ngày xanh, bởi vì mây đen kia che đậy, đang hóa thành đêm tối. Dừng lại Diệp thần còn đang ở hư thiên chạy trốn, bất ngờ dừng lại một tiếng, thần mục như đuốc, quét nhìn bốn phương chư thiên, mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, bao phủ phiến thiên địa này. Không cần hắn nói, nam đế cùng bác thánh cũng không hề hồ nháo nữa đều ngửa đầu nhìn xa lông mày cùng nhau nhíu xuống lấy nhãn giới của bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra việc này quỳ dị tất không đơn giản điều này hôm nay sao còn tối rồi sao phía dưới tu sĩ không rõ nguyên nhân kinh dị thanh nổi lên bốn phía thành thật mà nói ta cảm thấy lạnh lẽo sau lưng một người mở miệng nhiều người đồng cảm mảnh thiên địa này bỗng nhiên nổi lên âm phong từng được đều âm lãnh làm cho người ta run rẩy đó là cái gì vậy diệp thần còn đứng ở mờ ảo hư thiên đã từng ngửa đầu biến thành rũ mắt hai mắt híp lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất tựa như có thể xuyên thấu qua mặt đất nhìn thấy sâu trong lòng đất